Tết đang đến gần, cùng Pít làm mâm cơm cuối năm ăn cùng với gia đình nhá. Thì thật ra không phải là một mâm cỗ gì đâu, nó chỉ là một cái mâm cơm bình thường nhà mình hay ăn thôi. Tôi sẽ kho thịt mà không nhờ sự trợ giúp của mẹ. Và xin được flex đặc sản của quê tôi chưa từng xuất hiện trên kênh Pít, đấy là nước mắm Cát Hải. Tầm này mẹ cũng chưa về nên là mình sẽ làm thịt kho phiên bản nhanh gọn lẹ thôi. Phi hành thơm lừng lên, sau đó cho thịt ba chỉ vào đảo đều. Nêm nếm thì tôi sẽ dùng một trong mấy chai nước mắm hồi nãy. Rất mong mọi người có thể biết tới cái loại nước mắm truyền thống hương vị Cát Hải này. Nó đạt Âu Cúp 4 sao lận, có 3 loại là cá thu, cá cơm và chắt mực cho mọi người lựa chọn. Đó, phần nêm nếm cực kỳ đơn giản, chỉ cần cho vào đây 3 thìa nước mắm cùng với 1 thìa kẹo đắng, 1 thìa đường là xong. Thêm một bát con nước lọc và đun liu riu tới khi cạn nước nhé. Phần này thì thật ra mọi người có thể đổ thẳng vào cái nồi áp suất cho thịt mềm hơn nữa cũng được. Rắc một ít tiêu rồi cho ra đĩa thôi. Ai có nhiều thời gian hơn còn có thể chiên thịt trước, chiên trứng trước thì ăn sẽ càng ngấm và đậm đà ngon hơn nhé. Còn không thì như vậy cũng đã hấp dẫn lắm rồi. Cơm dẻo, mềm, thơm, ăn cùng với thịt kho tàu mặn mặn ngọt ngọt là nhức cái nách. Tôi còn rót thêm cả một bát nước mắm trứng dầm để tí chấm rau nữa nè. Mà mấy cái chai nước mắm thủy tinh truyền thống giờ người ta đã thay thành chai nhựa để tránh hư hỏng khi vận chuyển rồi. Với đang có chương trình mua 2 chai bất kỳ tặng 1 chai nước mắm đặc biệt hơi cực. Có gì các bác mua thử đi để thử trải nghiệm đặc sản của quê Pít nhá.